Giá vàng ngày hôm nay 12 tháng 3, vàng trong nước tăng mạnh. Giá vàng hôm nay 12 tháng 3, vàng trong nước tăng ở mức cao nhất là 250.000 đồng trên lượng, vàng thế giới neo gần mức 1.870 USD trên ounce. Dạng sáng ngày hôm nay, vàng trong nước tăng với mức lãi cao nhất là 250.000 đồng trên lượng bán ra và hiện tại giá kim loại quý trong nước đang được niêm yết ở mức cụ thể như sau. Giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang ở mức là 66 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra là 66,82 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SGC vẫn đang ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức giá 65,95 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra ở 66,75 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra cao hơn 50.000 đồng trên lượng so với khu vực Hà Nội. Giá vàng Phú Quý SCC đang niêm yết ở mức 66 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,8 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng Việt Tin Bang Gold đang thu mua ở mức 65,85 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 66,57 triệu đồng trên lượng. Vàng trong nước cập nhật là lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 3 như sau nhận định giá vàng thế giới thị trường vàng có mức tăng hàng tuần bất ngờ do rủi ro tiềm ẩn từ cuộc khủng hoảng của ngân hàng thung lũng silicon svb trong phiên giao dịch cuối tuần các nhà đầu tư đổ xô vào vàng sau sự sụp đổ của svb các cơ quan quản lý ngân hàng california đã nhanh chóng đóng cửa svb và đặt ngân hàng này dưới sự kiểm soát của tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang mỹ FDIC. Đây được xem là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất kể từ cược cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Theo các nhà phân tích, SVB là một trong những ngân hàng tài chính công nghệ hàng đầu và sự sụp đổ của ngân hàng này cho thấy những hậu quả tiềm tàng, khó lường của chu kỳ tăng lãi suất tích cực mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang theo đuổi nhằm hạn kiềm chế lạm phát. Đáng lo ngại là những rắc rối này có thể ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Theo các nhà phân tích thị trường cấp cao Eros Moya của Oanda, vàng đang chứng kiến dòng tiền trú ẩn an toàn trong những lo ngại về sự bất ổn tài chính. Đây là một sự thay đổi ngoại mục Đối với vàng, đầu tuần này, kim loại quý đã giảm đều đặn trước triển vọng của Fed sẽ tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 3. Tuy nhiên, kim loại quý này hiện đang phục hồi và đang phản ứng với một số yếu tố có lợi như SVB sụp đổ và rủi ro ổn định tài chính. Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn trong tháng 2 và sự đảo ngược kỳ vọng tăng 50 điểm cơ bản, chỉ số US Dollar Index và lợi suất Hai năm giảm đã có mức giảm trong 2 ngày lớn nhất kể từ năm 2008, điều này hỗ trợ rất lớn cho kim loại màu vàng. Tuy nhiên, chuyên gia kim loại quý Ares Milan của Cadis Con tỏ ra nghi ngờ về sự bền vững của động thái tăng giá vàng. Đây nhìn chung là sự phản ứng ngắn hạn, bạn có thể thấy nhu cầu trú ẩn an toàn không liên tục, lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng và đồng USD mạnh đang thúc đẩy vàng tăng cao hơn trong ngắn hạn. Chuyên gia này còn nói cho rằng báo cáo lạm phát trong tuần tới mới có thể cho biết liệu vàng có ở giữ ở mức tăng này hay không, mi lần nói Tôi không nghĩ vàng đã chạm đáy và giá có thể giảm nữa trong nửa đầu năm nay. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy vàng bị mắc kẹt trong phạm vi từ 1.800 đến 1.900 USD trên ounce. Hiện tại, các chuyên gia dự báo lạm phát sẽ giảm xuống 6% từ 6,4% trong tháng 2. Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Charlie của REG Future dự báo vàng sẽ giao dịch trong hạn từ mức 1.875 đến 1.880 USD trên Với việc nền kinh tế có thể sớm gặp khó khăn hơn, Moya vẫn lạc quan về vàng nhưng dự đoán kim loại quý trước tiên sẽ ổn định quanh mức hiện tại. Tôi đang xem xét mức 1.865 USD Bối cảnh vĩ mô đã thay đổi, mức kháng cự hiện tại là 1880 USD và sau đó mọi người sẽ chú ý đến mức 1.900 USD trên House. Nếu chúng ta nhận được một báo cáo lạm phát dịu dàng hơn vào tuần tới và những lo ngại về bất ổn tài chính tiếp tục được nhắc đến thì chúng ta có thể có một đợt tăng giá tốt theo kiểu cũ của vàng với mức tăng 50 đến 70 USD mỗi ngày với mức giá trong nước tăng và giá vàng thế giới neo ở mức 1868 0,1 USD trên ounce, tương đương gần 53,7 triệu đồng trên lượng nếu thay đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế và phí, tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện là 13 triệu đồng trên lượng.